địa phương trời. Biết có ngày nào con trở lại đường xưa, mẹ già xa đứng ngóng mòn mỏi trông con đến bao giờ.
đường quá xa xôi làm con mỏi mò. Đường sao gặp gành nhiều khi sóng đá. Đường quá chênh vênh chân suốt chẳng dài. Đâu tài một hai con bước trông ai người dắt dìu đường xa. Chúa ơi xin soi đường tâm tối hôm mai, cho con đừng đưa bước thứ sai khi đời con đã ngả về chiều. Xin Chúa diệu đưa con tới để đời con mai tròn câu thề. Suốt đời theo Chúa mà thôi, dù đường đi nguy khó trăm bề. Chiều xuống mênh mang hồn như ngỡ ngàng, đường lên cõi trời đều cao dốc đá. Nàng bước đôi chân tê cứng dại khờ, tâm tình dù cao như núi nhưng e ngại sống đời đầy mưa. Chúa ơi xin soi đường tâm tối hôm mai, cho con đừng đưa bước thứ sai khi đời con đã ngả về chiều. Xin Chúa diệu đưa con tới mai tròn câu thề. Suốt đời theo Chúa mà thôi, dù đường đi nguy khó trăm bề. Lòng những bâng khuâng nhìn theo mây trời, tìm mong quê trời hồn con say đắm. Vì quá gian nan nên đã muộn màng, tâm tình gọi nên thiêng thánh, nhưng vẫn còn sống đời đầy mưa. Chúa ơi xin soi đường tâm tối hôm mai, cho con đừng đưa bước thứ sai khi đời con đã ngả về chiều. Xin Chúa diệu đưa con tới để con mai tròn câu thề. Suốt đời theo Chúa mà thôi, dù đường đi nguy khó trăm bề. Con đừng đưa bước thứ sai khi đời con đã ngả về chiều. Xin Chúa diệu đưa con tới để con mai tròn câu thề. Suốt đời
Miệng cười, mắt cũng sáng lên, lỗ mũi trống huếch, trống huênh cùng cười. Mắt khóc, mũi cũng sụt sùi, nước mắt, nước mũi bồi ngồi hòa chung. Miệng môi méo mó theo cùng, vỡ òa thành tiếng, vui buồn lắng sâu. Miệng môi mắt mũi gần nhau, thân tình đoàn kết dài lâu cùng người. Anh em ruột thịt con ơi, sớt chia vui khổ khóc cười cùng nhau. Mẹ cha không ước sang giàu, mong con hiếu thuận mai sau sum vầy. Đường đời khúc hiểu trong gai, các con đoàn kết đường dài có nhau. Phục sinh hoan ca tình yêu, cõi thiên đường gieo vui.
Ai nào có nhớ trăm năm như cánh vạt bay, có ai mong chờ hẹn người mai sau trên cõi trường sinh, tình yêu đổi mới ngát hương dịu vời, chẳng còn tiếng khóc, chẳng còn đơn côi. Xin cho con dừng chân, cho con dừng chân coi thiên đường suốt đời, để từ đây không mong gì hơn, không mong gì hơn nữa. Xin cho con nghỉ yên, cho con nghỉ yên tháng năm dài ngóng chờ ngày phục sinh hoan ca tình yêu, cõi thiên đường gieo vui. Xin cho con dừng chân, cho con dừng chân coi thiên đường suốt đời, để từ đây không mong gì hơn, không mong gì hơn nữa. Xin cho con
Chúa gọi con về. Hôm nay Chúa gọi con về viện Thiên Chúa. Hồn con băn khoăn bao nỗi Chúa ơi. Con vững lòng tin cậy, con luôn vững lòng tin cậy tình yêu Thiên Chúa. Hồn con hân hoan vâng ý Chúa ngày. Bao người thân đang vây quanh con tiếc thương, u sầu khóc khoe mắt ướt đẫm héo hon. Nay Chúa gọi con về. Hôm nay Chúa gọi con về viện Thiên Chúa. Hồn con băn khoăn bao nỗi Chúa ơi. Con vững lòng tin cậy, con luôn vững lòng tin cậy tình yêu Thiên Chúa. Hồn con hân hoan vâng ý Chúa ngày. Giang chân trôi đi mau Chúa ơi. Nhưng lời Chúa vẫn mãi mãi vững chẳng phai. Nay Chúa gọi con về. Hôm nay Chúa gọi con về viện Thiên Chúa. Hồn con băn khoăn bao nỗi Chúa ơi. Con vững lòng tin cậy, con luôn vững lòng tin cậy tình yêu Thiên Chúa. Hồn con hân hoan vâng ý Chúa ngày. Đúng 9 giờ cha chân chương sẽ xuống làm phép xác cho ông Đa My. Vậy chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả các anh chị và tất cả các cháu và cộng đoàn cùng đứng xếp hàng lại trước cửa khỏi tăng ca nhang. Cũng xin tất cả các hội nhà tôi chuẩn bị và sắp xếp chốt cho mình rồi. Tôi cảm xin kính mời. Hồn con băn khoăn bao nỗi Chúa ơi. Con vững lòng tin cậy, con luôn vững lòng tin cậy tình yêu Thiên Chúa. Hồn con hân hoan vâng ý Chúa ngày. Khi nghe cha và con và thánh thần chưa cùng anh chị em. Anh chị em tin mến, anh chị em hãy lắng nghe lời Chúa nhắn nhủ chúng ta. Hãy đến với ta và tất cả những ai lao nhọc và gánh nặng, ta sẽ bổ sung cho các ngươi. Linh hồn tôi trông cậy vào Chúa, từ vực sâu con kêu lên Ngài lạy Chúa. Lạy Chúa xin đưa nghe tiếng con. Cha xin Chúa lắng tai nhận lời con van này. Lạy Chúa để Chúa chấp tội, Chúa ơi nọ đứng vững. Nhưng Chúa có rộng lòng tha thứ để chúng con luôn kính sợ Ngài. Bởi khi rất khôn ngoan, người công chính dù có chết sớm cũng được an nghỉ. Người già đáng kính trọng không phải vì sống lâu, cũng không phải vì nhiều tuổi. Thật vậy, sự hiểu biết của con người đang trở đồng hoài, và đời sống tôn sạch thế cho tuổi già. Vì là một lòng Chúa được Chúa yêu mến, và vì sống vì người già tội lỗi, nên được Chúa đưa đi. Người ấy được cách quy cả sự nhân tài lãng hư hỏng trí khôn, hoặc sự đối tráng, lừa tỉnh tâm hồn. Vì sự yến rũ của thú viên, thú vui cùng phí, che khuất điều thiện và cơ bất dục vọng, làm nguyên ngã tâm hồn chính trực. Người tiến đến hoàn thiện trong thời gian ngắn, khác nào đạt tới đỉnh cao của sự nghiệp. Tinh hồn người ấy đẹp lòng Chúa, nên Chúa vội đưa người ấy ra khỏi chốn gian tà. Nhưng chúng nhìn thấy mà không hiểu, cũng chẳng nghĩ ra rằng Chúa ban ân sủng và tình thương cho những người Chúa chọn và biến thành các thánh của Ngài. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Lời Chúa, chúng con thực phẩm mà xin Chúa hiểu hình thương xót. Ghé tai nghe lời chúng con nguyện cầu. Xin cho linh hồn cứu tế Chúa là đa tin mà Chúa đã truyền tới cả cuộc đời này được đưa vào chốn bình an để ánh sáng và được chung hưởng phần phúc của các thánh của Chúa. Chúng con này xin Chúa cho chúng con bước chạy đến với người để một ngày kia sau cuộc đời trọng quan này chúng con được đoàn tụ với anh chị em chúng con và đó Chúa sẽ lau khô mọi việc trên mắt chúng con.
Chúa con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lập theo cảnh tàng, ân chia thân mến, chúng ta đang thương tiếc người thân của chúng ta vừa được Chúa gọi về. Vì thế chúng ta muốn chiếc đơn đầu chiếc khăn tang này để tỏ lòng thương mến, nhớ tiếc và biết ơn. Tuy nhiên như tiên tri Isaiah đã báo trước cho chúng ta biết rằng ngày kia Chúa sẽ cất chiếc khăn bao trùm trên muôn dân, bức màn phủ trên mọi nước, sẽ tiêu diệt sự chết đến muôn đời, và cho người thân của chúng ta đây được hân hoan vui mừng trong ơn cứu độ của Ngài. Vậy chúng ta hãy xin Chúa chúc lành cho những khăn tang này để nhắc nhở chúng ta cầu nguyện cho người thân của chúng ta sớm đạt tới ngày hạnh phúc ấy. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, làm cha nhân ái, Chúa luôn sẵn sàng ủi an nâng đỡ những ai đang sầu thương khóc lóc. Xin chúc lành cho những khăn tang này để biến chúng từ dấu chữ của sự việc tương tăng tốc thành niềm hy vọng được cứu độ và giải thoát dành cho những ai tôn thờ Chúa. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ ủi an những ai đang thương khóc người thân của họ vừa qua đời, để họ biết can đảm tin tưởng có dân người thân của họ cho sự quan phòng và tình thương của Chúa. Xin cho họ biết thuận theo ý Chúa và sống trong bình an. Chúng con cầu xin nhờ Kitô Chúa chúng con. Lập thêm áo quần. Anh chị em thân mến, các con đều nhắc nhở cho chúng ta biết rằng chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa, và Thầy sẽ giao lý tôn giáo cho các con người. Sau cuộc đời trần thế này, dù có bị một nát tiêu tan đi, nhưng đến ngày tận thế sẽ được sống lại. Vì thế hồi thẳng về chúng ta và tôn trọng thân xác người trước tương tác hoặc đạo tiêu các tính cẩn theo phong tục hoàn cảnh địa phương và thời đại. Một trong những cách thức nhằm bày tỏ lòng cung kính đối với những người đã ra đi là sẵn cho các ngài có món quà xứng đáng được coi như ngôi nhà của các ngài yên giấc cho người sống lại. Vậy chúng ta hãy hợp lời cầu nguyện, xin Chúa chúc lành cho chiếc áo quan này và nhận lòng thành kính của chúng ta đối với người thân đã ra đi và đang cho linh hồn ta linh được yên giấc ngàn thu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô cho chúng con. Lạy Chúa, xin cho linh hồn ta linh được yên muôn đời. Khi Chúa thương gọi tôi về, một tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Dân tôn hồ, tôi thân vinh hồ. Lệnh cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dân cha cả sáng. Nước cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Để chúng con ra trước cám dỗ, nhưng cứ chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Vinh mừng Maria, đời ơn có Đức Chúa Trời ở cùng bà. Và có phúc là ơn mọi người nữ bà Giê-xu con lòng bà luôn phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Dâng lên Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng là bây giờ và hằng có là đời đời chẳng cùng. Amen. Kính thưa cộng đoàn cùng tăng quý, hôm nay do sư vua hữu chúng ta đến đây để chia buồn cùng tăng quý về sự mất mát của mình chúng ta. Cái nền sum họp thiêng liêng mà chỉ có đời sau chúng ta mới gặp được, chúng ta mới thấy được cái gì đó. Giờ ông Lâm mà ông đang gặp được người thân của ông, vợ người thân đã qua đời, và cho nên chúng ta cầu nguyện trong niềm tin đó, chúng ta cầu nguyện cho sớm hiện của nhân Chúa. Giờ đây tôi biết ông Chúa là tất cả, Chúa là cần thiết, thánh lễ cầu nguyện cho ông là cần thiết. Chúng ta nhớ xin chia buồn cùng các quý và chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho gia đình, dân chàng và con đã thân thân. Xin mời nhà đồng. Thank you.
chưa bỏ đàn con mồ côi. Tim con đau thắt nỗi nghẹn ngào, rưng rưng mi ướt hoen lệ trào. Chết lặng nhìn cha bước theo tiếng Chúa gọi từ trời cao. Con nài xin Thiên Chúa thương đưa tay đón cha của con, cho hưởng phúc vinh được thiên đàng dù phận hèn cha con nào đang. Tuy cha con đứng mong tay mòn, nhưng con tin với lương hai hà, Chúa từ nhân sẽ thương cho hưởng phúc. Con không níu lại được bước chân cha, đôi tay con hụt hẫng chơi vơi khi bóng hồn cha dần xa. Cha mang theo tất cả bầu trời với trong con ý nghĩa cuộc đời. Con nguyện xin Chúa thứ tha bao trọt phạm của đời cha. Con nài xin Thiên Chúa thương đưa tay đón cha của con, cho hưởng phúc vinh được thiên đàng dù phận hèn cha con nào đang. Tuy cha con đứt móng tay mòn, nhưng con tin với lương hai hà, Chúa từ nhân sẽ thương cho hưởng phúc. Tay mòn, nhưng con tin với lương hai
Trong niềm hy vọng vào Chúa Giêsu Kitô phục sinh, gia đình chúng con xin chân thành cảm ơn cha Trần là cha huyết tộc của gia đình. Mặc dù cha nhiều công việc phục vụ và chuẩn bị cho Chúa Giáng sinh, nhưng mà cha đã đến gia đình để chia sẻ hiệp thông với lời cầu nguyện cho linh hồn cha Đa Minh là người thân của chúng con được mới được Chúa gọi về. Nguyện xin Chúa ban bình an nhiều cho cha. Xin Chúa Hoàng Hồng Giêsu lúc nào cũng ở trong cha. Xin kính chúc cha một mùa Giáng sinh an lành và một mùa năm mới tràn đầy hạnh phúc. Càng thêm tuổi cha càng thêm nhân đức và đức. Gia đình chúng con xin chân thành cảm ơn cha.
về nẻo chín Chúa ơi, xin dẫn đưa con về nơi đến an vui. Xin dẫn đưa con về nẻo chín Chúa ơi.
người đưa ta qua miền ánh sáng về cõi thiên thu ơn mong ta đi về, đôi tay người giang đón chờ ta. Chiều soi lửa hồng, và
Chúa đã dùng bí tích thanh tẩy mà làm cho ông Đa Minh trở thành con Chúa, nên chi thể Chúa Kitô và thuộc thành phần dân tư tế của Ngài đã nuôi dưỡng ông Đa Minh bằng chính thịt máu Chúa Kitô. Xin Chúa thương giải cứu ông Đa Minh khỏi xiềng xích tử thần và cùng được phục sinh vinh hiển với Chúa Kitô, vua hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúng con cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa là Cha yêu thương, xin lắng nghe lời chúng con nguyện cầu mà tha thứ mọi lỗi lầm, mọi hình phạt cho tội gây nên cho ông Đa Minh. Ước mong ngày sau hết, người con của Chúa là ông Đa Minh được phục sinh vinh quang và vào hưởng hạnh phúc muôn đời với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin cảm ơn mẹ Maria Thánh Cả Giuse. Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các chị em thuộc nữ tư dòng Bethesda Tân Lập. Hôm nay vì tình thương yêu và lòng thương xót của Chúa Giêsu Kitô đã đến với gia đình để chia sẻ nỗi mất mát của gia đình và đã hiệp thông lời cầu nguyện khi cùng với gia đình chúng tôi để cho linh hồn Đa Minh được về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin đại diện gia đình chân thành cảm ơn tất cả các chị em nữ tu đã đi đường xá xa xôi, phương tiện giao thông phức tạp đến với gia đình. Nguyện xin Chúa Ba Ngôi đổ tràn đầy ơn thánh xuống cho tất cả các chị em. Xin lòng ơn của Chúa đổ tràn đầy trên các chị em. Chúc các chị em một mùa Giáng sinh an lành trong Chúa Hài Đồng Giêsu và một năm mới tràn đầy hạnh phúc. Cha thì chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Kính thưa các quý, chúng tôi xin đại diện cho Hiệp hội Nữ Hóng Giá tại phố Tân Lập và Phú Đốn đến đây để chia sẻ với gia đình trong sự mất mát đau thương rất đột ngột. Sự ra đi của anh Đăng Minh đã để lại cho gia đình rất nhiều buồn phiền và đau đớn. Trong liên hệ với em Phương, là một thành viên của Hiệp hội Nữ Hóng Giá tại phố Tân Lập Phú Đốn, những thành viên trong Hiệp hội đến đây trước hết để chia sẻ với gia đình và kể đến là cầu nguyện cho anh Đăng Minh sớm được hưởng nhan Thánh Chúa trên thiên đàng. Nguyện xin Thiên Chúa là cha giàu lòng thương xót đón nhận anh Đăng Minh vào hưởng nhan Thánh Chúa, và xin lòng nhân từ thương xót của Chúa cũng nâng đỡ gia đình trong những khổ đau thương này. Trong niềm tin cậy vào Chúa Giêsu Kitô phục sinh, chúng ta cùng cầu nguyện cho ông Đăng Minh trong giờ tin này. Nhân dân cha và con và thánh thần. Amen. Cầu xin Chúa thánh thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao dồi cho đấng ngôi thân đường. Nguyện xin Chúa nuôi bao lời nghe lời con tin tha, tình thương mến âu con ngày đêm, nhường thân sáng trong tâm tình cảm tạ Chúa Giêsu Kitô, trong niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô phục sinh, gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn các chị em nữ tu và các anh chị thuộc hiệp hội đến thánh giá toàn thể đã đến với gia đình để chia sẻ nỗi mất mát của người thân chúng tôi đã ra đi và cùng hiệp thông lời cầu nguyện để là nhờ lòng từ bi của Chúa đưa đón tiếp linh hồn A Minh là người thân của chúng tôi về nơi an nghỉ. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ tất cả quý vị và nguyện xin Thiên Chúa ban ơn, đổ tràn ơn, buồn ơn xuống cho quý vị. Xin bình an của Chúa Kitô lúc nào cũng đồng hành cùng quý vị. Xin thánh thần Chúa thêm đức tin cho quý vị để quý vị được công trong chương trình cứu độ của Chúa. Xin Chúa Hải Đồng Giêsu lúc nào cũng đổ tràn đầy ơn cho quý vị và xin kính chúc quý vị một năm mới tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa. Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Xin kính chào. Mời cảm ơn các bạn đã theo dõi. Dạ. Không luôn thứ không có gì từ đó. Đúng rồi bác. Đúng rồi. Mới rồi đấy, mấy bằng này, không khỏi, bảo mình hẹn muốn thì, ba lần đi chứ, rồi nó bị kia tát đi,
nơi mẹ ru như suối mát trong, để con được âu yếm mỗi ngày. Cha là vầng ánh sáng thái dương, luôn soi đường cho con đi mãi. Con đã được nuôi nấng với bao tình thương, cha mẹ đã dành cho con hết. Suốt cuộc đời sương gió nắng mưa ngày đêm, lo cho con cuộc sống ấm êm. Rồi thời gian trôi qua rất nhanh, qua đi tuổi thơ ấu ngày nào. Và giờ đây con đã lớn khôn, biết đi tìm một cuộc sống mới. Con sẽ còn ghi nhớ những lời của cha năm xưa đã dạy cho con đó. Con không thể nào quên những đêm mưa gió, suốt canh thông mẹ luôn vỗ về. Suốt cuộc đời này con không quên những điều cha đã dạy cho con, sẽ là hành trang con mang theo đi suốt cuộc đời. Những lời dù của mẹ năm xưa vẫn dịu dàng đâu đây bên con. Dù con bốn ba nơi xa đất khách quê người, lời mẹ dù như suối mát trong, con vẫn được âu yếm mỗi ngày. Cha là vầng ánh sáng thái dương, vẫn soi đường cho con bước đi. Trôi qua rất nhanh, qua đi tuổi thơ ấu ngày nào. Và giờ đây con đã lớn khôn, biết đi tìm một cuộc sống mới. Con sẽ còn ghi nhớ những lời của cha năm xưa đã dạy cho con đó. Con không thể nào quên những đêm mưa gió, suốt canh thâu mẹ luôn vỗ về. Suốt cuộc đời này con không quên những điều cha đã dạy cho con, sẽ là hành trang con mang theo đi suốt cuộc đời. Những lời dù của mẹ năm xưa vẫn dịu dàng đâu đây bên con. Dù con bốn ba nơi xa đất khách quê người, lời mẹ dù như suối mát trong, con vẫn được âu yếm mỗi ngày. Cha là vầng ánh sáng thái dương, vẫn soi đường cho con bước đi. Lời mẹ dù như suối mát trong, để con nhớ ông chỉ gọi cho bằng bà thôi.
Ánh chiếu soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm hồn con, lửa tình yêu lửa huyền siêu ngôi ba thiên chúa ban nhiều thánh thần từ vực sâu tôi con cầu xin chúa chúa ơi từ vực sâu thương đau nguyện Chúa xuống muôn nơi cho cha mẹ của con được mãi mãi an khang đi qua từng năm tháng. Dù đời bao sóng gió thì lòng con vẫn nhớ cho niềm tin yêu Chúa. Gia đình Tăng Gia chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị em thuộc ca đoàn Mân Côi giáo xứ Mỹ Hòa. Xin chân thành cảm tạ bằng việc đạo ơn của Thiên Chúa trở lại trà đạo ơn cho các quý vị. Xin quý vị được bình an trong mùa phục sinh và đón một năm mới tràn đầy hạnh phúc, càng thêm tuổi chúc ban, càng thêm viên đức cho quý vị. Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn và cảm tạ. Kính thưa gia đình Tân Quyến, được Chúa thương gọi anh Nam Minh về với Chúa. Thế thì đại diện cho gia đình tham gia anh chị Lệ Hoàng đến đây để dâng những lời kinh tiếng hát. Xin Chúa sớm đưa linh hồn anh trở về với Chúa. Xin gia đình hiệp cùng những gia đình của tôi để dâng những lời kinh tiếng hát để sớm chúc anh về có phúc trường sinh. Cùng yêu cha và con là thân thành anh cầu xin Chúa anh hồng người thương thắm biến hồn con ban xuống cho con hồng ân tràn chứa trang rồi cho đã ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ban đoài nghe lời con thiết tha tình thương nên ấm hộ con ngày lên lần tan xa thôi tràn đoàn đời hôn yên. Phục sinh. Gia đình Thánh Gia chúng tôi chân thành cảm tạ, cảm ơn tất cả các chị em, các hội, các quý vị trong hội tạm biến của giáo xứ Vĩnh Hữu đã chia sẻ nỗi mất mát chống vắng của gia đình và đến với gia đình để cầu nguyện hiệp dân lời cầu nguyện và cùng chia sẻ
mất mát đấy. Nguyện Thiên Chúa Ba Ngôi trả công bồi hậu cho quý vị, ban cho quý vị thật nhiều sức khỏe để làm những công việc có ích cho xã hội và cho cộng đoàn Thiên Chúa ở trong giáo xứ. Tôi xin chân thành đại diện gia đình xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và gia đình chúng tôi xin cúi đầu bái. Niềm tin và ước mơ này được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân cha. Giữa tháng năm đời sống, nhiều khi mưa đổ bên trời, đam mê nặng lòng người, niềm đau khơi nước mắt rơi. Những ánh sao còn đó, còn tim yêu ngước lên trời, tình thương Thiên Chúa muôn nơi, ngàn năm soi ấm tim vui. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên.
không gọi nắng thì hoa đâu nở trong vườn. Con không tựa vào ngày thì con như lá úa phai, yếu đuối trong cuộc sống. Đời con tay trắng hư không, đường đi sông nước mênh mông, làm sao qua hết long đong. Đã thấy trong đời sống thời gian trôi dạt vô tình, ai tin được cuộc đời ngày mai vẫn mãi thế thôi. Xin trao muôn đổi thay vào tay Thiên Chúa an bài, Ngài đưa con bước hôm nay, còn thương con mãi tương lai. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên.